Xin chào, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để làm một chú vịt đội hành như thế này. Đầu tiên, mình sẽ chuẩn bị một cái móc số 4, một kim bấm chỉ, một kim may len và cuối cùng là một cặp mắt. Các bạn có thể lựa những size mắt tùy theo sở thích, không cần phải làm mắt giống mình nha. Trước tiên, mình sẽ móc phần thân, mình sẽ quấn một vòng quanh tay để tạo thành một vòng tròn ma thuật gồm 6 bính. Đầu tiên mình sẽ lên một xích. Sau khi đã có được một vòng tròn, mình sẽ tiến hành móc vào ở đây là 6 mũi móc. Sau khi xong, mình sẽ gấp lại. Móc một mũi móc dời để nối hai nửa vòng tròn. Sau đó lên một xích. Lên hàng thứ hai, mình sẽ móc theo tỷ lệ là nhân đôi tất cả các số mũi lên, có nghĩa là mỗi chân móc mình sẽ móc vào đây là hai mũi móc đơn để tạo thành một mũi móc đôi. Và cứ tương tự như thế này, các bạn sẽ móc hết hàng thứ hai. Sau khi xong, mình cũng sẽ kết thúc hàng bằng một mũi móc dời và lên một xích. Hàng thứ ba, mình sẽ móc theo tỷ lệ là 1:1, có nghĩa là một đơn và một đôi. Ở chân móc đầu tiên mình sẽ móc một đơn, ở chân thứ hai mình sẽ móc là một mũi đôi. Và cứ tương tự như thế này, các bạn sẽ móc hết hàng thứ ba. Sau khi xong, mình cũng sẽ kết thúc hàng bằng một mũi móc dời và lên một xích. Lên hàng thứ tư, mình sẽ móc theo tỷ lệ là 2:1, có nghĩa là hai đơn và một đôi. Ở chân đầu tiên mình sẽ móc một đơn, ở chân thứ hai mình cũng sẽ móc một đơn và chân thứ ba mình sẽ móc là một mũi đôi. Cứ tương tự như thế này, các bạn sẽ móc hết hàng thứ tư. Sau khi xong, mình cũng sẽ kết thúc hàng bằng một mũi móc dời và lên một xích. Hàng thứ năm, mình sẽ móc theo tỷ lệ là 3:1, có nghĩa là ba đơn và một đôi. Ở chân đầu tiên mình sẽ móc một đơn, chân thứ hai mình cũng sẽ móc một đơn, chân thứ ba mình cũng sẽ móc một mũi đơn và cho đến chân thứ tư mình sẽ móc là một mũi móc đôi. Và cứ tương tự như thế này, các bạn sẽ móc hết hàng thứ năm. Sau khi xong, mình cũng sẽ kết thúc hàng bằng một mũi móc dời và lên một xích. Sau khi xong, hiện tại số chân móc của mình đang có là 30. Lên hàng thứ 6, mình sẽ giữ nguyên số chân móc là 30, có nghĩa là mỗi chân móc mình sẽ móc vào đây là một mũi móc đơn. Và các bạn cứ làm tương tự như thế này cho đến hết hàng thứ 8, có nghĩa là hàng thứ 6, thứ 7, thứ 8 mình vẫn sẽ giữ nguyên số chân móc là 30. Lên hàng thứ 9, mình sẽ móc theo tỷ lệ là 5:1, có nghĩa là 5 đơn và 1 đôi. Ở 5 chân móc đầu tiên, mình sẽ móc là 5 mũi móc đơn. Tới chân móc thứ 6, mình sẽ móc vào đây là một mũi móc đôi. Và các bạn sẽ móc tương tự như thế này cho đến hết hàng thứ 9. Sau khi xong, mình cũng sẽ kết thúc hàng bằng một mũi móc dời và lên một xích. Hiện tại, số chân móc mình đang có là 35 và ở hàng thứ 10, mình sẽ giữ nguyên số chân móc là 35, có nghĩa là mỗi chân móc các bạn sẽ móc vào đây là một mũi móc đơn. Các bạn cứ móc tương tự như thế này cho đến hết hàng thứ 14, có nghĩa là hàng thứ 10, thứ 11, 12, 13, 14 là 5 hàng. Các bạn vẫn sẽ giữ nguyên số chân móc là 35. Mình sẽ hẹn gặp lại các bạn sau khi các bạn đã xong hàng thứ 14. Hàng thứ 15, mình sẽ móc theo tỷ lệ là 5:1, nhưng bây giờ là 5 đơn và 1 giảm. Đầu tiên mình sẽ móc 5 mũi móc đơn. Ở chân móc thứ 6, mình sẽ móc một mũi móc giảm.
đây là mũi móc giảm của mình. Và cứ tương tự như thế này, các bạn sẽ móc hết hàng thứ 15. Sau khi xong, mình cũng sẽ kết thúc hàng bằng một mũi móc dời và lên một xích. Mình sẽ móc theo tỷ lệ là 3:1, có nghĩa là 3 đơn và 1 đôi. Đầu tiên, mình sẽ móc 3 mũi móc đơn. Ở chân thứ tư, mình sẽ móc là 1 mũi móc giảm. Và các bạn cứ móc tương tự như thế này cho đến hết hàng thứ 16. Sau khi xong, mình cũng sẽ kết thúc hàng bằng một mũi móc dời và lên một xích. Hàng thứ 17, mình sẽ móc theo tỷ lệ là 2:1, có nghĩa là 2 đơn và 1 giảm. Chân thứ 3, mình sẽ móc là 1 mũi móc giảm. Và các bạn cứ móc tương tự như thế này cho đến hết hàng thứ 17. Sau khi xong, mình cũng sẽ kết thúc hàng bằng một mũi dời và lên một xích. Hàng thứ 18, mình sẽ móc theo tỷ lệ là 1:1, có nghĩa là 1 đơn và 1 giảm. Và cứ tương tự như thế này, mình sẽ móc hết hàng thứ 18. Sau khi xong, mình cũng sẽ kết thúc hàng bằng một mũi móc dời và lên một xích. Kéo ra một chút. Mình sẽ nhét bông vào đây. Đây là sau khi mình đã nhét bông vào nha. Tiếp tục, mình sẽ đưa kim gút chỉ lại. Hàng thứ 19, mình sẽ móc theo tỷ lệ là giảm hoàn toàn. Một mũi giảm. Hai mũi giảm. Và các bạn cứ làm tương tự như thế này cho đến hết hàng thứ 19 nha. Sau khi xong, mình cũng sẽ kết thúc hàng bằng một mũi móc dời. Và lần này mình sẽ gút chỉ. Mình sẽ để lại kha khá len để chút nữa mình sẽ may khít. Mình sẽ cắt ở đây. Mình sẽ sâu cái phần len thừa vào kim, sau đó may lại. Tiếp theo, mình sẽ móc phần cộng hành. Đầu tiên, mình cũng sẽ cuốn một vòng quanh tay và làm một vòng tròn ma thuật gồm 8 bính. Lên một xích, sau đó móc vào vòng tròn này là 8 mũi móc đơn. Gút lại, móc một mũi móc dời để nối hai nửa vòng tròn, sau đó là lên một xích. Lên hàng thứ hai, mình sẽ giữ nguyên số chân móc là 7. Lên hàng thứ hai, mình vẫn sẽ giữ nguyên số chân móc là 8, có nghĩa là mỗi chân móc mình sẽ móc vào đây là một mũi móc đơn. Và các bạn cứ móc tương tự như thế này cho đến hàng thứ 7, có nghĩa là hàng thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, mình vẫn sẽ giữ nguyên số chân móc là 8. Sau khi đã xong hàng thứ 7, mình cũng sẽ móc một mũi móc dời, nhưng lần này mình sẽ thay đổi một chỉ màu xanh. Mình sẽ nối cái phần len xanh vào. Móc một mũi dời, sau đó cũng lên một xích.
Lên hàng thứ 8, mình vẫn sẽ giữ nguyên số chân móc là 8 nha các bạn. Có nghĩa là mỗi chân móc mình cũng sẽ móc vào đây là một mũi móc đơn. Đây, các bạn cứ móc tương tự như thế này cho đến hết hàng thứ 8. Sau khi xong, mình cũng sẽ kết thúc hàng bằng một mũi móc dời. Mình sẽ ngưng lại và cắt đi phần chỉ dư. Bắt đầu ở đây, mình sẽ móc phần cộng hành. Mình sẽ móc cộng hành đầu tiên lên một xích, sau đó là móc 4 mũi móc đơn. Tại đây, mình sẽ móc một mũi móc dời vào đây. Và lên một xích. Tại đây, các bạn sẽ móc mỗi hàng là 4 mũi móc đơn mà không cần kết thúc hàng nữa. Các bạn sẽ móc lên cái phần chiều dài của hành tùy theo các bạn thích. Mình thì tầm khoảng 5 hoặc là 6 hàng nha các bạn. Mình sẽ móc cho các bạn xem một chút. Cái phần này nó hơi nhỏ cho nên là mình móc cẩn thận nha. Cái phần hành này mình sẽ móc lỏng tay để khi các bạn móc lên nó sẽ dễ dàng, cũng như là cộng hành nó sẽ mập mập hơn một chút, nó sẽ dễ thương hơn. Và các bạn sẽ móc tương tự như thế này cho đến hết phần cộng hành đầu tiên. Chiều dài trung bình mình móc thì thường là khoảng là 5-6 hàng. Nếu như các bạn thích chiều cao hơn hoặc là ngắn hơn, các bạn cũng có thể điều chỉnh nha. Sau khi xong, mình cũng sẽ kết thúc hàng bằng một mũi móc dời. Và gút chỉ ra. Cắt ở đây. Phần cộng hành tiếp theo, mình sẽ để dây như thế này. Móc vào cái chân này nè các bạn. Đây, cái chân mà khi nãy mình đã bắt đầu cái mũi nè. Móc lên, cũng lên một xích. Một. Mình bật nó xuống như thế này cũng được. Và mình sẽ móc một mũi móc dời ở đây. Ở đây nè các bạn. Đây. Kéo mũi móc dời qua. Sau đó lên một xích. Và cũng từ đây, các bạn cũng sẽ móc tương tự như hàng ở bên kia. Mình cũng sẽ móc lỏng lỏng tay.
trong đây. Thật ra thì cái cộng hành này nè các bạn, nó chỉ khó cái lúc ở dưới ở đây thôi, còn khi mà lên trên đó nó sẽ khá là dễ nha. Và các bạn cứ làm tương tự như thế này cho đến khi cái cộng bên đây nó bằng cộng bên này, hoặc có thể làm cao hơn, ngắn hơn tùy thích nha. Sau khi xong, mình cũng sẽ kết thúc hàng bằng một mũi móc dời. Và rút chỉ. Sau đó cắt. Tiến hành giấu phần chỉ này đi thì mình đã hoàn thành nha. Phần tay đầu tiên mình cũng sẽ làm một vòng tròn ma thuật gồm 6 bính. Sau đó lên hàng thứ hai mình sẽ giữ nguyên số chân móc là 6, có nghĩa là mỗi chân móc mình sẽ móc vào đây là một mũi móc đơn. Và các bạn sẽ làm tương tự như thế này cho đến hết hàng thứ tư. Và đây, sau khi xong mình sẽ được hai cái cánh tay như thế này. Phần miệng mình cũng sẽ móc một vòng tròn ma thuật gồm 6 bính. Sau đó lên hàng thứ hai mình vẫn sẽ giữ nguyên số chân móc là 6. Và các bạn cứ móc tương tự như thế này cho đến hết hàng thứ hai. Sau đó mình sẽ rút chỉ. Vậy là mình đã hoàn thành một chiếc mỏ. Đây các bạn, đây là chiếc mỏ mà mình đã móc xong phần chân. Đầu tiên mình sẽ làm một vòng tròn ma thuật gồm 4 bính. Sau đó lên hàng thứ hai mình sẽ nhân đôi tất cả các số mũi lên, có nghĩa là mỗi chân móc mình sẽ móc vào đây là 2 mũi móc đơn. Tương tự như thế này các bạn sẽ móc hết hàng thứ hai, sau đó mình sẽ móc một mũi móc dời để kết thúc hàng, lên một xích, bẻ nó lại. Hiện tại số chân móc mình đang có là 8, lên hàng thứ ba mình vẫn sẽ giữ nguyên số chân móc là 8, có nghĩa là mỗi chân móc mình sẽ móc vào đây là một mũi móc đơn. Và các bạn cứ móc tương tự như thế này cho đến hết hàng thứ ba. Sau khi xong mình cũng sẽ kết thúc hàng bằng một mũi móc dời, lên một xích. Ở đây mình sẽ ghép đôi lại như thế này, và các bạn sẽ móc qua hai đầu. Các bạn cứ móc tương tự như thế này là 4 mũi móc đơn. Sau khi xong, mình sẽ rút chỉ, cắt. Vậy là mình đã hoàn thành một phần chân. Các bạn sẽ làm tương tự hai chiếc chân như thế này. Đây là thành phẩm của mình. Sau khi mình đã hoàn thành, mình sẽ được hai cái chú vịt đội cái củ hành như thế này nha các bạn. Và video hướng dẫn của mình tới đây cũng đã kết thúc. Mình sẽ hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Mình chúc các bạn sẽ có những cái chú vịt dễ thương. Nếu như các bạn có muốn thêm má lúm đồng tiền thì mình có thể chát một chút phấn vào đây cho mấy ẻm nha. Bye bye.